Một cô gái chỉ vừa võng vàng 26 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, là đẹp nhất khu làng này luôn, mà không may mắn á, bị người con lỡ tay đốt cháy. Mà đứa con chỉ võng vàng có 7 đến 8 tuổi thôi. Với phần ghép da không ăn hết mấy lần rồi, rồi hết da rồi em mới lấy da em mới đắp ghép lên đó. Cái gì? Anh đắp da của anh nữa hả? Dạ đúng rồi, toàn bộ là da của em không ạ. Đau mấy tháng trời, trông cho nó hết lẹ, đừng có thai băng, mỗi lần thai em đau chịu không nổi. Thật sự thì hồi nãy em có đi hỏi thăm bà con hàng xóm ở đây, thì người ta bảo rằng chính anh đốt chứ không phải là con anh đốt, có phải vậy không ạ? Bibi xin kính chào cô chú anh chị và quý vị. Cũng lâu lắm rồi Bibi mới xuất hiện khuôn mặt lên đây để cho cả nhà nhớ tên, nhớ kênh của ai, rồi nhân vật đó là ai nữa. Thì chắc hẳn quý vị đang rất là mong chờ về cái câu chuyện của ba cha con trong lồng sắt. Thì vài ngày sắp tới đây thì Bibi sẽ quay cho cả nhà xem. Thật sự câu chuyện nó diễn biến rất là phức tạp, cho nên là việc xây nhà nó hơi bị lúng túng. Và hôm nay Bibi đến đây mà U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang với một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Thật sự đây cả nhà, một cô gái chỉ vừa võng vàng 26 tuổi, cực kỳ xinh đẹp luôn, là đẹp nhất khu làng này luôn, mà không may mắn á, bị người con lỡ tay đốt cháy. Mà đứa con chỉ võng vàng có 7 đến 8 tuổi thôi. Không biết lý do tại sao mà đứa con lại làm như vậy với người mẹ. Thật sự là rất là éo le cả nhà, cháy hết trơn đó mà cả người. Nói chung là bây giờ từ một thiếu nữ xinh đẹp mà hóa thành một người phụ nữ cháy bỏng, bỏng hết cả người luôn. Thì để biết rõ hơn thông tin thì Bibi mời cả nhà cùng Bibi vào bên trong nhà của gia đình để có thể tìm hiểu được thông tin đó và nhìn mặt của người phụ nữ đó giờ hiện tại bây giờ đó sao cả nhà nhé. Mà cả nhà có ai ở nhà không ạ? Chào anh. Thưa quý vị, đây là chồng của chị đúng không ạ? Cho em hỏi một tí là anh nghe nói là hai vợ chồng mới đi bệnh viện vậy hả? Dạ đúng rồi. Tình hình sao mà nó xảy ra vụ việc mà con lại lỡ tay đốt cháy mẹ vậy? Vợ em sáng đi chợ đó, rồi con sang xe, con bé nó chơi nó quẹt ra ở ngoài một phật rồi mẹ xô xe ra rồi xăng nó tràn ra nó cháy. Cháy luôn ngại mẹ luôn. Cháy ra áo, dính vô áo mình đó. Thưa không kịp. Thưa quý vị, tại vì là bé còn quá nhỏ, còn đi học nữa, cho nên là Bibi không thể là bắt bé nó phải hướng dẫn, phải chỉ lại những cái mà bé đã làm, với lại ảnh hưởng đến cái tương lai của bé nữa, cho nên Bibi sẽ không quay khuôn mặt của bé lên trên mạng xã hội, chỉ đưa thông tin về gia đình hai vợ chồng thôi. Dạ. Cái vụ việc là nó xảy ra là tại nhà này luôn hay sao anh hả? Bên kia, bên nhà em. Bên kia dạ. Anh có hai nhà luôn hả? Ở đây là nhà của ba em qua ở đỡ tạm, anh sợ như về sử dụng dẹp kịp đó, sợ nhiễm trùng anh. Còn bên bản thì cũng nhà cũng ở đầu, nhà cũng ở đầu của cậu. Ở đâu luôn hả? Để mình qua câu cái nhà bên đó cháy rồi mình xíu mình thăm vợ xem sao. Hai vợ chồng có mấy đứa con? Dạ ba đứa. Ba đứa con hả? Rồi bây giờ ở nhà chăm vợ lấy gì tiền đâu mà sinh sống? Thì bây giờ về tới đây rồi thì cũng nó cũng đỡ khỏi bệnh viện rồi, ví dụ như có cô có không có cá ăn cá người ta, chứ giờ cũng biết sao giờ không đi làm được chứ ở nhà chăm vợ suốt gì đúng không? Dạ. Rồi em nghe bà con nói là ở đây anh còn nuôi thêm người mẹ nữa hả? Dạ người mẹ bên đây. Một mình anh nuôi ba đứa con xong rồi vợ rồi mẹ nữa. Dạ. Thôi mấy đứa nhỏ nãy chú quay cái này, đừng có quay dính đứa nhỏ nha, đừng có dính đứa nhỏ. Đây mẹ, đây là mẹ em. Vậy cô ạ. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 61 tuổi cậu. Bữa hôm nó cháy nhà này hả? Dạ. Đâu cháy với đâu anh dẫn em? Ngồi sân này anh. Ngồi sân này hả? Dạ. Thế sao kêu cháy ngồi này chứ không phải cháy trong nhà? Dạ. Ô trời ơi. Cháy vô quán chạy vô. Để xe ngay đây luôn. Dạ để xe về. Tay nhỏ này nè, nhỏ này tôi. Không, mấy đứa nhỏ thì nó nghịch, nó con tuổi nhỏ thì nó bao biết cái gì đâu. Dạ. Mình còn phải chỉ nhiều nữa. Dạ. Nhắn qua là bây giờ nó nghịch, chuyện nó xảy ra rồi, đâu có ai muốn điều đó xảy ra đâu. Dạ. Hôm nay nó có bị tai biến hả? Dạ, nó đi làm mà ngày giờ vậy. Rồi ai nuôi cô nữa? Giờ nó phải phục vụ anh đây luôn, cho vợ nó nằm bệnh đỡ rồi nó phục vụ mình sáng nó hỏi mẹ ăn cái gì nó mua cho ăn. Có làm ăn gì đâu, có làm đi làm. Đâu có làm gì được đâu, giờ vợ nó vậy đâu đi làm được. Vậy thì đó mình giỏi gì đi bán bánh nó rồi tiếp phụ vô. Giờ chăm bằng là nó loan chăm bằng, giờ lo ba đứa con, lo tại gì. Thôi bây giờ mình về mình thăm vợ anh tí nha. Con anh đứa mà nó làm với mẹ vậy rồi là bé nó năm nay nhiêu tuổi? Dạ 7 tuổi rồi. Như một tay anh lo hết 4 người như vậy rồi anh làm cái gì để có tiền? Anh làm gì để nuôi cho 4 người còn lại? Bây giờ thì em cũng không biết sao nói. Dạ em mắc vậy rồi là em chỉ có biết ở nhà chăm cho vợ thôi, chứ giờ em sau này em cũng chưa biết làm sao nữa. Ôi nhà ở đậu là sao em không hiểu, là không phải nhà của mình luôn, hai nhà không ở đậu hết luôn hay sao? Dạ tại vì bên đây nhà của ba mình ở đậu đưa về đây cho nó sạch sẽ. Tại vì mấy bữa mà em ở trên bệnh viện á, là dưới đây thì mẹ bị tai biến không có dọn nhà đâu được á, rồi sợ đưa vợ về bị nhiễm trùng rồi này nọ, bác sĩ cũng có dặn á. Thì tạm thời em đưa vợ em qua đây ở, rồi em mới về bển em dọn nhà cửa sạch sẽ xong rồi em mới đưa vợ em về bển lại. Hiện tại bây giờ vợ anh đâu rồi anh? Dạ đúng rồi em. Sự việc nó xảy ra bao lâu rồi anh hả? 3 tháng mấy rồi. Trời ơi. Ô trời ơi, sao nhìn định hình đẹp lắm mà sao giờ trở nên nông nổi này trời. Quấn kỹ vậy luôn hả? Rồi sao mà thoát hơi ra được? Tại vì mấy bữa nay lạnh á, với phần tháo ở ngoài sợ nó nhiễm trùng luôn. Em chào chị nha. Em thì làm thiện nguyện ở Tân Sài Gòn xuống đây. Hay tin mình thì xuống đây thăm thử. Mà sao mà lúc đó nó cháy thì để yên nó cháy luôn, cái xe tiếc gì mà phải cứu vãn làm gì hả? Hả? Dạ. Lúc đó sao không bỏ luôn cái xe đi mà tiếc cái xe hả? Nó cháy quảng quá rồi. Đâu có biết gì đâu, rồi chồng em mới la lên thì chồng ra lấy cái mền chùm lại bớt, chùm trên đầu em chùm xuống rồi nằm đại ở dưới đất. Rồi lửa nó mới tắt bớt, nó không có còn áp lên trên con mắt nữa, em mới mở ra em mới thấy đường. Em mới chạy vô trong sàn nước, em nằm đại dưới sàn nước, em mở cái dòi ra xịt nước trực tiếp lên trên người luôn. Là khi em xịt xong là lửa nó mới tắt hết. Nó tắt hết rồi em mới đứng lên, em đi ngược ra đằng trước thì em nói anh ơi da tuột hết rồi. Trời ơi. Thì em đứng lên thì da mặt với da tay em đồ nó tuột xuống hết trơn. Lúc đó mà sao mà sự việc nó xảy ra, lúc đó cái chồng có bên cạnh, lúc đó anh có thấy không? Anh đứng em chạy ra em tìm mạnh cho nó tắt lửa mà. Chỉ là còn cái sự việc nó xảy ra sao? Hai đứa nhỏ nó tại vì con nhỏ con bé nó quẹt xong á, rồi nó tóc nó hết lồn, nó quảng lên đi nó mới la. Rồi hai chị em nó ra đứng kế nhau, đứng ở trên cái cửa cái á, nó mới nói là mẹ tôi cháy rồi, mẹ cháy rồi. Thì cha nó mới chạy ra lấy cái mền hai đứa ngủ á, nó chùm cho em. Thì lúc mà chùm á, tại nó cháy lửa lên con mắt này nè, em mới nhắm lại không mà em không có mở ra được. Tới khi chùm á thì con mắt em nó tắt bớt, em mới chạy vô sàn nước, em mới xịt nước lên trên người nó mới tắt. Lúc đó mà sao mà lại chạy vô, thấy sao mà chạy vô của xe hả? Như là phật lên gì nè, quảng quá em mới ấy ngã cái xe ngang gì nè, lật cái chân trống á, đổ ra thì nó đổ tới đâu thì nó phật lên tới đó luôn. Thì em bận cái bộ đồ bộ á, nó dính đi, nó cháy nó dính theo cái bộ đồ á. Đâu anh có thể dở cho cô chú xem được không? Dạ một xíu thôi. Dạ, một xíu thôi. Che che ngược lại, mình gấp che ngược lại. Lấy cái tay rồi. Trời ơi, cháy hết luôn vậy đúng hả? Dạ. Không còn gì hả? Dạ. Cái này là cái cổ áo nè. Ngay cái cổ áo. Ừ. Đừng có dâm lên nha anh. Đừng có dâm gần lên. Là cháy luôn cái chân luôn hả? Dạ, hai cái giò luôn. Tại cháy ở dưới nó vượt lên mà. Ừ. Lúc mà đổ xăng á, đổ ngang là xăng nó chảy tới đâu thì mình phật tới đó. Ừ. Trời ơi. Da dẻ giờ là lột hết trơn cả nhà. Đau lòng quá đi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 24. 24 nữa hả? Dạ. Má có 24 tuổi? Dạ. Sao còn trẻ quá vậy? Tên chị tên gì? Nhung. 3 tháng nay rồi? Dạ, 3 tháng mấy rồi. Lúc ban đầu nặng lắm hả anh? Do ban đầu là vết thương thì bỏng nhẹ thôi, không có nặng. Mà do bị nhiễm trùng, điều trị nhiễm trùng á, với phần ghép da không ăn hết mấy lần rồi. Rồi hết da rồi, em mới lấy dây em mới lắp ghép lên đó. Cái gì? Anh lắp da của anh nữa hả? Dạ đúng rồi. Toàn bộ là da của em không ạ? Đó, anh vô trong đúng rồi. Là toàn bộ cái này da của vợ, hiện tại da của vợ là toàn của anh thôi hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Chứ ý là lúc đó cháy bình thường, chỉ có sơ sơ bỏng nhẹ thôi. Bỏng nhẹ thôi, nhưng mà do bị nhiễm trùng á, rồi diễn cái phần ghép da 2 lần không ăn đó, ghép da trên tỉnh á, rồi bác sĩ hết da ghép mà mới cho về. Rồi em thấy giống như là nó nhiễm trùng, rồi em mới đưa vợ lên Chợ Gãy. Thì lên chẩn thì bác sĩ điều trị thì hết ghép da, nhưng mà hết da ghép rồi, bào da ghép qua. Trời ơi, đâu đâu anh bào đâu. Đây. Ui cả nhà thiệt, thiệt luôn hả? Thiệt, lóc em tháng trời em đi. Em... lóc da của mình để cho cứu mạng vợ đó. Lóc hết rồi, cả tháng trời em đâu đi đứng được đâu. Bị cả bây giờ luôn, em đi đứng lâu quá tê. Trời ơi. Giờ là đỡ rồi đó, hôm bữa nó còn dữ. Đắp lên toàn thân vợ luôn hả? Dạ ghép bây giờ chứ. Giờ cũng ổn rồi, cũng nó cũng bám vô rồi. Nhưng mà có phần tay trên đây nè là mót da của vợ ghép vô, sau này không đi ghép lại á, nó bị rớt. Chắc cũng phải đi lên cho điều trị một chuyến nữa. Cái da của chị là tái tạo không được nữa à? Cái da của vợ thì ghép lên nó không ăn, mà da của em ghép lên thì nó sẽ ăn, nó sẽ làm vết thương. Kỳ ha. Cái da chính của người bản thân của mình thì không được ghép vô, vẫn ăn luôn là liền luôn đó. Nhưng mà còn cái da của em ghép lên đó thì thời gian sau thì nó sẽ rớt ra lại, nó sẽ lành vết thương, nó sẽ dính. Nhưng mà nó lành vết thương, nó kéo rồi lành thôi, nhưng mà cái da nó sẽ rớt lại. Còn cái da của vợ em thì nó bám được, nó đeo luôn, dính lành luôn. Nhưng mà có vài miếng là không bám được. Dạ. Hay quá trời cả nhà. Da của người khác đắp lên da của chồng mình, khác gen, khác tất cả mọi thứ, mà đắp lên cho vợ thì ổn hơn nữa. Nói chung là thứ nhất là vợ cũng hết da, em thì cho da tiếp ghép cái tay luôn, mà bác sĩ nói là ghép gì là tội lắm. Tại vì em bữa em cho ghép là ghép tới 1 lần là bào hết luôn, da em luôn, gấp của hết cho nó là liền hết luôn. Nhưng mà do cái lúc mà phẫu thuật em á, máu em ra nhiều quá, cầm mà khó cầm á, tại vì lấy lóc da hết 2 bắp đùi em mà máu ra nhiều quá, nên bác sĩ nói là ngưng. Rồi khi nào cần bác sĩ bào tiếp. Chứ bào nhiều quá thì ảnh hưởng cái đó sau này. Chúng ta xác định là bào hết da của mình, nếu mà có cái điều gì xảy ra thì mới chấp nhận bào hết da của mình để. Dạ đúng rồi, tại vì mình phẫu thuật có, mình có cam kết mà mình hiến cho cái người da cho người thân mình, là em nói hiến giờ cái bào hết, lắp lên hết cho lành luôn là. Nhưng mà lóc mới tới hai bắp đùi là bác sĩ không lóc nữa, bác sĩ nói máu ra nhiều quá. Cái bỏng đó thì chữa hết nhiêu tiền rồi? 2 đợt cũng gần 300. Tiền là mình có. Cũng có mấy cô chú mà thường quân đồ, cũng với mấy sư cô đồ cũng có giúp cho được. Đợt ở Gạch Giá cho được đâu 100 mấy triệu. Rồi điều trị với đó hết rồi. Còn về đây á, thì lúc mà nhiễm trùng em sợ có nhiễm đến mạng á, em đưa lên Chợ Gãy, lại có mượn tiền em của em á, điều trị cho ảnh. Rồi cuối cùng mà em còn thiếu tiền viện phí cho ảnh tới 50 mấy triệu nữa. Trả chưa? Chưa luôn, tại vì hết khả năng luôn rồi. Nếu mà em còn tiền nữa thì để điều trị nữa. Là trốn về đây chứ không đi được cho về. Cho về, nhưng mà mình ký nợ là tới tháng 3 2023 mình đó là thanh toán hết số tiền đó cho vợ, để lên trển lần sau tới khám đừng làm tiếp. Chứ mình không thanh toán thì sợ người ta không nhận. Mình thấy mình nhỏ tuổi bị gì rồi, không biết sau này đi đứng được không. Con cái nữa, nhà thì đang khổ. Đau mấy tháng trời, trông cho nó hết lẹ, đừng có thai băng. Mỗi lần thai em đau chịu không nổi. giờ em nằm đây trông, nói chung là em trông cho em lành bệnh nên đi tới đi lui được, cho bớt cơn đau lại chứ em đau mấy tháng nay em đau quá trời đau. Cố gắng lên, may mắn là chồng lóc da của mình là rẻ lắm, đắp lên người của chị đó, điều rất là nó đã cao cả lắm rồi. Nhà anh cũng có nói, anh nói gán nói dưỡng bệnh đi, anh không có bỏ em đâu. Ban đầu nói chung là nếu có tiền á thì đi thẳng lên chợ Gãy á là điều trị thì chắc lẹ về rồi. Tại vì người ta bỏng nặng hơn vợ em gấp 5-6 lần, người ta có 20 mấy ngàn tháng là về rồi. Rồi nằm ở bệnh viện Gạch Giá đó rồi ta điều trị mà ghép da nó không có ăn. Da của vợ luôn đó. Tại vì vợ chỉ bỏng là cái ngực ở đây với cái tay với phần đùi thôi, rồi những cái chỗ khác là bào của da của vợ đắp lên ghép mà không ăn đó. Thôi đừng khóc nữa, khóc nữa đau á, cố gắng lên nha. Thì cái nhiều đêm nhìn thấy vợ chắc rưng nước mắt anh này. Dạ. Có nhiều khi nào mình nghĩ là mình sẽ không nuôi vợ mình nữa, mình bỏ đi một nơi nào đó sao? Dạ không anh, nói chung là còn vợ rồi còn con đó anh. Ví dụ như cái chuyện tai nạn nó xảy ra vậy thì mình cũng chấp nhận thôi chứ. Vậy đấy, mà có nhiều người đàn ông, người vợ cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ rất là giỏi luôn, có con luôn đó. Mà Bibi đi gặp những hoàn cảnh đó thì toàn là chồng bỏ đi không à. Giờ mới bệnh nhẹ xíu là vậy, chồng bỏ đi, con bệnh nhẹ xíu cái chồng bỏ đi. Vậy mà chàng trai ở đây trước mắt quý vị lấy da của mình để đắp lên thân hình của vợ mình. Thật sự mà câu chuyện rất xúc động. Em nãy giờ nói chuyện với anh, em cũng chưa biết anh tên gì và cho cô chú biết tên anh cũng như là anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em tên Nguyện, năm nay em 32 tuổi rồi. Đang ngủ vậy rồi có bu không? Tại có cái là mùng chụp á, chụp lên rồi em có cái mùng vải á, em chùm lại. Tại vì mấy bữa giờ lạnh á, mình làm cho nó ấm, xong bóng đèn nó ấm. Rồi khi nào mà trời thoáng, giống nắng giống gì nè, mình dở ra cho vết thương nó thoáng rồi, nó là cái nó lành. Có một người chồng như vậy vui không? Đợi bất phần nào đau sự đau đớn không? Dạ cũng mừng. Thấy người ta sợ em cũng đôi khi mình nghĩ mình bệnh hoạn rồi không biết rồi chồng mình nó có nuôi mình tới hết ấy không, rồi suy nghĩ cũng nhiều. Mà được cái ảnh không có như người ta, anh cũng lo cho em dữ lắm. Cố gắng anh nha, đừng có vượt ngã, đừng có buồn bã gì hết, cứ cố gắng có sức khỏe này kia để bình phục sớm. Rồi chờ đến ngày mà mình có thể tự tay mình ôm chồng mình một cái. Cảm ơn chồng lúc nào cũng bên cạnh em. Yeah. Đứt ruột cả nhà. Anh còn cái hình cũ của chị không? Cho em xem với. Bên đây còn cái này. Thì nói không thì nó không có bằng chứng, nhưng mà thật sự là nhìn chị ngày xưa rất là đẹp cả nhà. Rất đẹp gái, đẹp nhất làng này đúng không? Nhìn chị chắc đẹp nhất cái làng đúng không? Nhất là không anh trai, cứ giờ đẹp nhất làng không? Dạ. Mà sao hai vợ chồng cưới nhau gần nhà quá vậy? Thì duyên số mà mình gặp đâu mình cưới đó chứ. Hay là đẹp nhất cái làng này quá cái mình hốt bả. Dạ. Trời ơi, đẹp lắm cái nhà chứ không phải ấy đâu. Đây nè, cái hình này. Đây cái nhà, một cô gái 24 tuổi này. Đẹp cỡ này đây. Mà chưa có gì hết, cái mới còn khá là trẻ nữa, chưa có gì hết, cái là bị bệnh như vậy rồi sau này không biết sao nữa. Thì giờ chuyện xui rủi mình cũng đâu có đoán trước được đâu, thì lỡ rồi biết làm sao, mình chấp nhận cái biết sao giờ. Hồi nãy thì em trước khi em vào thăm gia đình đó, em cũng có đi tìm hiểu bà con hàng xóm ở đây cũng như là vô thăm mẹ trước rồi, và cái câu chuyện thì nó không có như anh mô tả. Và lúc đó sự xảy ra vụ việc thì có nhiều bà con có bây giờ mà tại vì bà con ở đây họ cũng đặt ra nghi vấn ở đây tại sao mà họ nghĩ rằng là anh hai vợ chồng cãi nhau rồi anh đem đồ ra anh đốt rồi cái vợ tiếc rồi bây giờ ôm hay sao? Dạ không có, anh nói thì chỉ là người đồn người này kia nói gây nó lại chứ cái sự thật vậy Phật sân xe. Ừ. Họ chỉ đồn thôi đúng không? Dạ, người thì nói này nói kia nói lum chứ mà mười người nói mười phương hướng rồi mình đâu biết cái phương hướng nào đâu. Như họ nói họ trước bây giờ đứng trước mặt anh họ hỏi không? Dạ không, tại vì em chăm vợ trên đó suốt tới giờ mới về. Rồi người này nói lý do khác, rồi người nói lý do khác mà cái kết cục. Chính anh cũng nghe đúng không? Chính anh cũng nghe vậy. Thì em nghe người ta đồn nữa thôi chứ em cũng thật sự là cũng chưa nghe tới ta ai nói hỏi em là vấn đề hết. Họ không dám nói trước mặt chỉ nhưng mà họ đồn vậy đúng không? Dạ, người nói thì đốt đồ bị Phật, rồi người nói cãi nhau rồi ôm tùm lum hết trơn á. Rồi cảm giác lúc đó anh có đi muốn giải thích cho họ hiểu không? Em cũng đâu cần giải thích, em cũng muốn giải thích nữa. Tại vì cái sự việc nó làm sao thì nó cũng có y gan vậy rồi. Ừ. Mình cũng đâu có che lấp, che đậy đâu được đâu anh. Đúng rồi. Thì có làm sao thì mình cứ nói y như vậy thôi. Lúc đó là chính quyền địa phương cũng vô. Dạ có, chính quyền địa phương nghe tình huống mà bị Phật cái đó. Rồi bên công an rồi người ta cũng có tới, người ta thăm dò, người ta hỏi thăm lý do rồi đó. Em chỉ sợ cái những câu đồn đại của người ta. Họ là nhiều khi họ không biết mà họ đồn như vậy. Dạ. Nó ảnh hưởng tới tinh thần của anh thứ nhất, thứ hai là có sẽ là bây giờ anh đang chăm vợ mà đồn cái tin đó cũng chết anh nữa. Em thì em không có sợ gì hết đó. Em nói chung là có làm sao thì cứ nói gan vậy là cũng được nữa, nhưng mà 10 người nói 10 cốt chuyện nó khác nhau anh ơi. Ừ. Người nói này người nói cái kia, mình thì không có ở nhà thì bây giờ em anh về đến nhà thì cứ cái chuyện như thế nào thì em cũng trình bày hết. Với phần địa phương ở đây rồi cũng người ta cũng biết hiểu, mình cũng biết vậy. Tại vì cái duyên cái số mình rồi thì giống như là cái nghiệp kiếp trước mình vậy đó, giống như là mình tới thì mình đó mình trả thôi. Chứ em thì không có suy nghĩ bằng việc gì hết, tại vì cái chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Bây giờ trước mắt thì chỉ biết chăm lo cho vợ cho mau lành thôi chứ còn ngoài ra em không suy nghĩ hết. Chắc cái lúc mà lóc da đó rồi á, lúc mà tỉnh dậy chắc tức giận, tại sao bác sĩ đặt cho hỏi tại sao ông không lóc một lượt luôn đi, vợ tôi như vậy tại sao ông không lóc một lượt đi đắp lên vợ tôi đúng không? Tức giận không? Lúc đó em có trong vợ bác sĩ vô em hỏi, mà lúc vô mà vệ sinh thay băng game lắm em có hỏi. Bác sĩ bây giờ thích cho mình nói là chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chứ lóc nhiều quá sợ em giống như là mất máu nhiều quá, tại vì cái thịt mình nó bào lóc da mình nó cầm máu nó khó hơn, vết thương mình bị đứt á. Mẫu ra xong là cái cầm máu cho em mình tới gần 10 lớp rồi, 10 lớp gạt mình đó. Trời ơi. Em nghe nãy anh có kể là cái khó khăn của anh là tiền bạc bây giờ vẫn còn thiếu nợ trên đó. Dạ đúng rồi, tại vì cũng có những anh mà thường quân cũng có giúp cũng một phần, rồi em cũng vay mượn anh em rồi này nọ một phần nữa. Rồi bây giờ anh phải tính sao khi mà cái số tiền nợ trên đó mấy chục triệu lớn luôn chứ không phải nhỏ đâu, mà anh tính như thế nào để có thể trả được cái số tiền đó? Bây giờ thì em cũng hết đường rồi, em cũng không biết làm sao nữa. Giờ để từ từ mình tính, mình vay mượn hỏi rồi sau này vợ hết rồi mình đi làm mình trả lại. Công việc hồi đó hai vợ chồng làm là vợ làm gì anh làm gì? Vợ em ở nhà giữ chăm con anh, tại vì con tới ba đứa là với mẹ bị tai biến ở bên nhà đó. Rồi bắt buộc ở nhà chăm. Còn em thì đi làm kiếm tiền. Làm lương tháng nhiều? Thì là làm ngày không anh ơi. Ngày được 300 như đó, nhưng mình làm được mấy ngày, tính mấy ngày vậy. Nó có công việc mới làm, còn không có ở thất nghiệp hả? Dạ. Nó cũng như đi làm sân nước rồi với lại thờ hồ rồi gì. Dạ, ví dụ như có chuyện thì mình cứ làm tiếp hoài vậy đó. Còn không còn như hết việc thì mình nghỉ. Mình ở nhà, mình giữ con với cái tiếp vợ vậy. Giờ anh thiếu nợ nhiều như vậy rồi, liệu họ có dám cho anh mượn nữa không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà sau này cái tình huống mà cấp bách quá thì chắc cũng có thể. Có thể làm gì anh? Thì cũng như là ai mua thẳng thì mình bán thẳng luôn chứ mình cứu vợ mình chứ. Chứ giờ hoàn cảnh khó khăn quá trời, hết đường xây sở rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Nghĩ tới mức độ đó luôn rồi đó. Dạ. Bây giờ đường cùng thì mình phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Em thì thấy vợ đau đớn vậy đó, em cũng sót lắm, mà mình thì chỉ giúp được về mặt tinh thần thôi chứ còn đâu có giúp được cái đau đớn đâu. Mình chỉ biết là động viên cho vợ cho gán rồi mau hết bệnh thôi, chứ còn em thì chỉ tinh thần ở ngoài thôi. Nếu mà cho em mà gánh đau thì em cũng thể gánh giùm, tại vì em cũng trực tiếp với vợ em mấy tháng nay là cái thai băng đồ nó đau dữ lắm. Bởi vì còn nói đau thì thịt da em còn dám cho vợ em mà nó chơi, chứ còn cái đau đớn thì gánh được thì em sẽ gánh luôn. Tại vì sức phụ nữ yếu đuối lắm, đâu có chịu đau giống như mình, đàn ông mình. Thực sự rất là lâu rồi em mới thấy một người đàn ông rất là tuyệt vời như anh. Cú sốc của em là khi mà em đi tiếp cận bà con hàng xóm ở đây, em đi hỏi thăm trước khi em giúp đỡ. Lúc nào em cũng vậy hết á, phải hỏi thăm để tìm hiểu rồi mới biết hoàn cảnh nó như thế nào, mới biết cách giúp đỡ. Thì nhiều cái bà con họ nói mình cái mình đang giúp đỡ cái vấn đề gì đây, chồng làm như vậy với vợ sao giúp đây, giúp sao đây, rồi tiền ai giữ đây, đủ thứ kiểu hết. Thế là em không giúp nhiều thiệt, nhưng mà em đang nghĩ là ôi câu chuyện xảy ra sao mà nghe người này nói khác, người kia nói khác. Thật sự là lúc đó em bối rối luôn á. Rồi vô đây thì thấy thực tế là da thịt của anh, rồi em mới xác định là cái nào đúng cái nào sai. Nhưng mà em chỉ lo sau này nhìn lại người vợ, rồi nhìn sang người con, do con mà mẹ mới ra em nỗi này. Nhiều khi mình biết mình thông cảm cho đứa trẻ rồi đó, nhưng nhiều khi mình uống một chén mang nào đó vô thì mình nhớ lại ký ức đó, thì mình có kiềm chế được nổi không? Em không có suy nghĩ về vấn đề đó, cảnh hay sẵn gì nó cũng vậy. Tại vì cái tai nạn mà bất ngờ mà nó lỡ xảy ra thì thôi, vợ con mình nó đang trong cần mình trong lúc này, mình phải lo lắng đồ cho nó. Thì thôi thì em cũng nghĩ rằng một đứa trẻ mà nó còn quá nhỏ để nó hiểu biết một cái gì đó nó nguy hiểm, cái gì nguy hiểm, cái gì không nguy hiểm, thì nó chưa biết nhận thức được cái việc đó. Thì hy vọng sau này thì lỡ có nhớ lại thì đừng có la mắng con, thì lúc đó con còn quá nhỏ. Dạ không anh, tại vì cái chuyện cũng lỡ rồi, mình chỉ dạy cho biết là cái đó là nguy hiểm hay là này nọ thôi, chứ còn em không khi nào mà em suy nghĩ tới vấn đề đó. Bây giờ lại vợ có thuốc men gì không anh? Dạ cũng có. Thuốc men một ngày hết nhiêu tiền? Mỗi một lần mua chỉ là 500 mấy, mà như mình 5 ngày mua lần. 5 ngày mua. Ở đây thì có một ít tiền của một quý mạnh thường quân. Buồn vậy, nhìn vợ vậy là buồn, có hay nhậu nhẹt không? Dạ khi tối khi cũng làm một hai lon rồi đó, nhưng mà lâu lắm mới làm rồi. Khi nào mình lo cho vợ mình xong hết, ngủ hết tối đó. Đôi khi mình cũng buồn chứ, đàn ông mà bây giờ có mình lo con này, lo vợ này, rồi lo cho mẹ nữa, rồi nhiều khi cũng tủi thân, cũng buồn, cầm lon bia để giải sầu chứ vẫn có. Thì thôi có uống thì uống vài lon cho đỡ buồn, vui buồn thôi nha. Ở đây như thế này, em có một mạnh thường quân tên là cô đó tên là Kim Đoàn ở Mỹ, gửi cho $100. Tại vì hiện tại bây giờ em biết là số nợ của anh là nó rất là nhiều, em thì không thể lo giúp anh được, nhưng mà em cũng hy vọng một cái đoạn video nó truyền tải xa hơn, rộng hơn, có thể đâu đó có nhiều người biết đến hoàn cảnh của mình. Và quỹ của em cũng sắp hết rồi, cho nên là em sẽ trích $100 từ cái phía mạnh thường quân của cô Kim Đoàn ở Mỹ, là $100 Mỹ đổ ra 2,3 triệu mấy đó, em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà ở đây thì em sẽ gửi cho anh luôn 2,4 triệu. Anh đây, anh cầm giúp em nha, 1,5 triệu nè, 1,5 triệu, rồi 2 triệu, 2,4 triệu. Đây là số tiền, cố gắng lên nha, cố gắng mà lo cho vợ, rồi thuốc men cho vợ được mấy ngày thì hay dừng đó ngày thôi. Đúng, cho em gửi lời cảm ơn mấy anh với cô Kim Đoàn. Cô Kim Đoàn ở Mỹ cũng giúp em trong lúc hoàn cảnh khó khăn. Chúc cô nhiều sức khỏe. Thôi bây giờ em vô thăm vợ anh một tí rồi mình kết thúc video nha. Hai vợ chồng ở nhà này sao, có mưa dầu không? Dạ cũng này nó lụng hết trơn nè, bên kia nó tạt vô không? Dạ tạt. Có tạt vô chị không? Bên chết thông đó kìa. Mùa này thì nó đỡ, không có mưa nó đỡ. Sợ tới mùa mưa rồi cái mấy chỗ này là nó tạt mưa vô, không biết chị ngủ đâu nữa. Thôi bây giờ em gửi cho chồng mình $100 Mỹ nha. Để cho chồng lo thuốc mang cho mình nha. Cố gắng lên nha, cùng chồng vượt qua cái thời gian này nha. Rồi bình phục lại rồi hai vợ chồng dẫn đi chơi. Lâu lắm rồi chị đi chơi đúng không? Muốn đi chơi không? Rồi có muốn gửi lời gì đó đến cô Kim Đoàn giúp mình $100 Mỹ không? Dạ trời, cũng cho em xin gửi lời đến cô. Cảm ơn cô giúp em trong thời gian khó khăn. Em cũng chúc cô gần Tết may mắn, ăn Tết vui vẻ. Ừ. Dạ. Thôi đừng khóc nữa, thấy mỗi lần nói chuyện mỗi lần khóc vậy. Cố gắng lên nha. Thật sự bây giờ là Bibi không có một cái lời gì đó để diễn tả được cái sự khó khăn của đôi vợ chồng trẻ mới có vừa 24 tuổi thôi mà phải ra nông nỗi này, rất là đau xót cả nhà. Thì cả nhà thấy đoạn video này như thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Và hy vọng rằng cả nhà cũng đừng nên trách đứa trẻ, nó nhỏ quá, nó vô tội cả nhà nhé. Và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo của Bibi nha.